Rồi em Châu xin chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay em sẽ báo sơ bộ qua hai chiếc quay Thái. Nói chung quay Thái 100, quay Thái 100 em nhiều xe lắm. Em báo sơ bộ hai chiếc. Một chiếc quay Thái này 100 này em bán giá 2-3 triệu. Xe này đáng lẽ là em bán lâu lắm rồi, em dọn full mới luôn. Tại vì xe này hồ sơ em đang đổi hồ sơ. Xe này hồ sơ ở tỉnh Hà Tĩnh Nghệ An á. Em đang đổi hồ sơ cho nên xe này chưa bán được, cho nên bây giờ em chưa có bán. Em bán giá 2-3 triệu, chiếc xe này có sơ là em bán mất lâu lắm mà. 2-3 triệu quay Thái, 100. Xe dọn full lan can luôn. Quay Thái 100 này đa số em thấy nó còn hiếm hơn quay Thái 110 nữa. Rồi 98 anh chị cô chú bác. Dọn full mới em. Nó là lòng mà lòng sắt á. Bụi tại bụi thôi chứ. Nè, full mới luôn, các kiểu luôn. Dọn full mới các kiểu luôn. Dọn chạy á. 2-3 triệu. Mặt tiền bữa nay em có xe này nè. Quay Thái 100 nè. Quay Thái 100 này em chuẩn bị vô cây bô Thái 100 nữa hen. Em có cây bô Thái 100 mới lan can luôn. Xe này nè cũng không được lan can. Xe này em bán giá 19 triệu. 19 triệu. Nguyên quáo em mới đập mới xanh luôn ha. Nguyên quáo mới xanh luôn. Rộng 19 triệu. Cái rổ Thái luôn. Nó cái mặt nạ nó sọc nghe nè, mặt nạ đúng mặt nạ Thái nè. Đầu đèn Thái, chá đèn Thái nè. Nước sơn vàng bạc. Rin nha. À, còn mới như vậy nè, đó. Đây nè. Cái câm này thì nó màu chảo cái màu xanh rồi. Cái niềng không phải niềng, cái đầm này là đầm của Thái. Dơ quá. Cái phục này cũng của Thái luôn. Đầm này của Thái, phục này Thái luôn, dí ốc của Thái luôn. Nhưng mà cái niềng này là niềng Honda. Cái niềng này của Honda nghe, không phải của Thái, niềng Honda. Đã thay niềng rồi. Bộ áo thì em không bàn tới bộ áo nữa. Mới vô cái rổ nè, rổ Thái nè. Đặc biệt cái đồng hồ Thái 100 nó là vậy nè anh chị của chú bác. Có màu vàng. Nó vàng vàng, nó màu vàng vàng ấy nè. Chữ full fat như nè, full L nè. Chữ này nè. Cái xe này thì nó có sọc cái đầu. Em sẽ chỉnh cho chỉnh còi lại. Nó lỏng chỉnh cam hay là chỉnh còi để em cho chỉnh lại. Với cái dàn rớ nó kêu rần á. Em cho chỉnh lại. Máy thì im lắm. Máy nổ không rặn lên như cực kỳ luôn. 9 triệu. Cái bô này, cái bô lô nè anh chị cô chú bác. Bô lô ha. Mai em cho thay nguyên cái bô Thái luôn. Cái bô đó tầm khoảng 100 mấy á. Nguyên cái bô Thái luôn, 2 triệu mấy. Cái học viên này mới thay nè. Sườn xe Thái là xe sườn lắp đen. Học viên mới thay. Cái viên này em đang làm cho bắt lại. Cho bắt lại cái viên này. Em làm cái viên này lại. Anh em nhìn tổng quan con trên nè. Cái lóc này chưa sơn. Anh em muốn thì em cho sơn cho hai cái lóc này lại. Lóc này sơn cái 100 ngàn à. Hai cái 200. Hai lóc hai bên. Em thay cho cục mũ của xu này. Em sẽ thay của xu này. Cái giò đạp này còn giò đạp Thái nè. Phần số của Thái luôn. Gác bộ gác chân vô. Muốn thì em cho sơn hai cái lóc này mới luôn. Anh em muốn mới thì em sơn cho mới. Ba ga xuồng. Áo thì cực kỳ. Bao tay xịn. Còn miếng nóc giá 19 triệu. Em tổng quan lại xe này á, nếu mà anh chị cô chú bác muốn thì em thay cho cục mũ cao su sao. Sơn cái lóc muốn để sơn zin thì để,
còn nói thì sơn cái lốc muốn mới nó là không tính tiền. Em sẽ lợp cho cái dây yên đó, làm cái dây yên lại mới lên, không mấy thì em chơi vô cái dây yên thứ xe này, em gắn vào cái dây yên này là sẽ bóng bẫy lên ken liền. Xe này thì tổng quan nó chỉ có hai cái lốc hơi xấu thôi, nên hai cái lốc lên đẹp là nó hợp vô áo, vô đẹp. 19 triệu quay thái 100 rất là rẻ luôn. Xe này 19 triệu. Hồ sơ anh em mình ký tên với nhau là ra bấm ra đóng thuế bấm biển số là ok liền. Xe này em sẽ bao hồ sơ cho anh chị của chú bác. Mình sẽ thương lượng về giá cả. Về giá cả hồ sơ vận chuyển thế nào đó. Còn hiện bây giờ em bán xe này là 19 triệu. Anh chị của chú bác thích thì cứ alo em. Số điện thoại của em là 097 4499005. Số điện thoại em có Zalo luôn ha. Số điện thoại của em nè. Số điện thoại của em là 097 4499005. Số điện thoại em có Zalo luôn ha. Nhà em là gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nhà em ở trên quốc lộ 22B nè ha. Đây là quốc lộ 22B. Nhà em là trên quốc lộ 22B, gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Em nhắc lại, đây là chiếc quay thái bên đó 23 triệu dọn full mới thì mình khỏi quay đi, mình chiếu máy móc im được rồi. Đây là chiếc này là ngon nè. Rẻ luôn 4 triệu luôn, 19 triệu. 19 triệu. Xe quay thái tầm 19 triệu là muốn thì em niêm niếm ốc tán rồi mới sạch sẽ lại 19 triệu. Còn nếu để dàn riêng vậy thì để. Rồi em chào và hẹn lại video kế tiếp ha. Nói chung về quay thái thì em cũng còn rất là nhiều lắm. Còn không thì đây chiếc quay alpha nè, 21 triệu nè. Đây một chiếc quay alpha nè, ngày mai em gắn nè. Chiếc quay alpha này ngày mai em lên áo bẩn đồ đầy đủ các thứ hết. Bô là máy dữ lằn lắm. Mai em cho thay một bố thay thẳng đồ luôn. Máy ngon, em chưa rửa luôn. Máy im lắm. Rất xăng xe này tại em rút xăng đấy. Quen pha này gắn bẩn đầy đủ quá, sạch sẽ cho anh chị cô chú bác. Xe này em bán giá 17 triệu rưỡi nè. Xe này em đứng tên nè. Em hẹn gặp lại với luôn kế tiếp á. Không thì dắt ít đó không. Em nhiều xe lắm.